Luca xin hoan chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Giai điệu cảm xúc. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Giai điệu cảm xúc được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sài Gòn Life thực hiện. Trong không khí xuân mới, Minh Dù cảm thấy là rất là nôn nao. Còn Buka thì sao hôm nay á? Xin nha, xin luôn quý vị. Năm nay thì có đi du lịch hay đi đâu không? Dạ không, năm nào em đi du lịch cả. Ủa sao sao? Khi mà lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp rồi thì em diễn ở sân khấu, thì cái nghề của mình là khi người ta đi chơi là mình phải đi làm. Chính xác. Cho nên là mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tới mùng 10 luôn em đều phải diễn ở sân khấu. Và em thường ăn Tết với gia đình vào trước đó, có nghĩa là 27, 28, 29 là 30 em sẽ cúng giao thừa xong thì sáng mùng 1 em lại trở về Thành phố Hồ Chí Minh để mình đi làm. Dạ vâng. Cho nên năm nào cũng vậy. Mùa xuân mới quý vị, Minh Dù cũng như Buka ngày hôm nay sẽ được đại diện cho chương trình Giai điệu cảm xúc gửi lời chúc xuân đến với tất cả quý vị, và mong những ngày tháng tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công ở trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt là luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Và Buka ơi, hôm nay thì chương trình cũng có rất là nhiều phong bì lì xì dành cho em, chúc mừng cho người chơi, cho khán giả. Nói vậy thôi chứ đi nè, giỡn hoài. Hôm nay thì chương trình của chúng ta cũng có chuẩn bị những cái phong bì lì xì. Đầu tiên là phong bì lì xì cho Buka. Yeah. Đó, chúc Tết đi. Năm Quý Mão, em chúc anh Sù bước đi không lão đảo. Hay quá, là chắc chắn luôn quý vị. Dạ, sống không kỹ xảo. Ủa, ý là kỹ xảo là sống sao? Ý là sống mà chụp hình lên mạng Photoshop rồi này kia kỹ xảo. Không, mà tính ra dạo này anh không có xài app nữa, hiểu không? Sống chân thật lên. Sống rất là chân thật rồi. Rồi. Mọi điều hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Hết. Nhưng, như vậy cũng được, có hoàn hảo là vui rồi. Dạ. Chúc Buka năm mới ngày càng xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thắng lợi thành công nhiều hơn, và đặc biệt là tạo ra nhiều cái tác phẩm về nghệ thuật cho tất cả quý vị khán giả yêu thương nha. Chúc mừng xuân mới em. Cảm ơn anh Sù. Dạ, cái này của em cũng có. Tí xíu bốn người chơi ơi, dạ mình cũng sẽ có phong bì lì xì nha. Cho nên ngày hôm nay tươi mới rộn rã sắc xuân với tụi em nha. Một tràng hô tay chào đón bốn người chơi ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên được mang tên là vòng giấu mặt. Ngàn hoa chim én bay lả đà, và em kêu xa trong dáng hoa đã đến bể lòng ta. Tuổi xanh bước trên đường vui, tay ấm êm môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, trong nắng xuân đang ngập lối. Nàng xuân đã đến đây cho tình ta chữa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sum vầy cho thêm mê say, niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này, hòa lời ca chứa chan mê say đi xuân yêu dù hết tháng ngày. Hoa hồng da 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 là đà, và em kêu xa trong dáng hoa đã đến bên lòng ta. Tuổi xanh bước trên đường vui, tay ấm ếch môi cười, tình yêu thăng hoa trong đất trời, trong nắng xuân đang ngập lối. Nàng xuân đã đến đây cho tình chan chứa vơi đầy, ngàn hoa lá vui sum vầy cho lòng ta thêm mê trong trái tim này, hòa lời ca
đến với chương trình của bọn em trong dịp xuân mới. Và chắc là mình làm quen với tất cả quý vị khán giả xem truyền hình nhé. Dạ, xin mời anh. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Trung, mình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang kinh doanh thời trang và cũng có làm ca sĩ tự do trong tỉnh. Wow, kinh doanh thời trang. Là anh là sẽ tự thiết kế ra những bộ trang phục hay là anh sẽ buôn bán những cái mặt hàng thời trang? Trước đây là cũng có mong muốn là sẽ tự thiết kế những cái sản phẩm cho mình. Nhưng mà hiện tại là vì năng lượng không đủ nên là tạm thời sẽ là thông qua những cái nhà cung cấp mình bán lẻ thôi. Dạ vâng. Dạ, dạ, cái bộ trang phục hôm nay là anh lựa cho mình luôn hả? Cái này anh vừa mặc anh vừa sale luôn. Vừa mặc vừa bán luôn. Dạ, giá nhiêu anh? Giá khá tốt, chỉ có 490 ngàn thôi mọi người. Mãi vô, phải lựa. Hợp lý. Rất là dễ thương. Còn về âm nhạc, sao cái đam mê riêng của anh á, thì gia đình có phải là những cái người ủng hộ anh hết mình không? Cái giọng ca của anh là được truyền từ ba nhiều hơn. Ba anh là người hát cải lương rất là hay. Nhưng mà anh có một cái thiệt thòi là anh không hát được cải lương. Anh hát cải lương anh bị nổi da gà. Ủa tại sao vậy? Không biết sao nữa, cứ nổi da gà hát không được. Có thể là do chất giọng của... Đúng rồi, bolero chút, dân ca trữ tình chút thì được. Còn cái sự nhanh nhẹn á, thì chắc là từ mẹ nhiều hơn. Yeah. Bên cạnh ca hát thì cái sở trường của anh là gì ta? Anh cũng có cái thế mạnh là có vũ đạo chút xíu. Nhưng mà sở trường nhảy nhót mà bài hồi nãy nhịp thì rất là dễ thương, tung tăng mà anh cũng không nhảy nhiều ha. Chắc là mặc áo dài cho nên khó hay sao? Hơi khớp nha, không có dám tung tăng quá. Nói chung hôm nay anh bớt rung đi, khán giả của em dễ thương lắm, vỗ tay cho anh cái bớt rung nha. Với cái đam mê ca hát của anh thì hiện tại thì anh đang lấn sân đi hát rồi. Có hoạt động những cái sân khấu chuyên nghiệp chưa anh? Thật ra là ở tỉnh thì nó cũng hạn chế hơn ở trên đây. Trước đây mình cũng có hoạt động nhóm ở trên đây. Thầy của mình là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Nhưng mà vì lý do là lúc đó mình bị tai biến. Nhưng mà khi mà bị tai biến rồi thì thế giới nó thay đổi luôn. Mình sẽ phải làm cái điều ngược lại. Có nghĩa là bỏ hết việc ở đây về dưới. Mình phải lo lại cho gia đình. Đúng rồi. Vậy thì trong năm nay nè, anh có muốn làm gì đó cho mẹ hoặc là làm gì đó cho gia đình không? Anh thì may mắn là được đi xuyên Việt 2 lần. Một lần là bằng vách ba cổ, một lần bằng mô tô. Và ước mơ là sẽ đưa cả nhà đi bằng ô tô. Và ngày hôm nay trong dịp xuân mới thì em chỉ mong là gia đình của mình sẽ thật là nhiều sức khỏe và anh cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong năm nay. Anh nhé. Cảm ơn Minh Xuân. Cảm ơn Buka. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người chơi thứ hai ngày hôm nay để xem họ là ai và như thế nào nhé. Xin mời. Để mình nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha xót mẹ, tôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mình nói cho mà nghe, Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi, nên mình cũng muốn đi. Tết năm nay mình vẫn còn trẻ,
nên mì cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm em chẳng rơi. Hoa bàn trắng nở đầy con bàn thỏ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui có sao lại buồn, biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông. Em không bắt qua bao giờ đêm mình nói. Ủa alo, đã nói gì đâu, phải không? Chưa nói gì mà. Dễ thương quá. Trời ơi, giống như là tụi em đi về một cái miền núi chơi chơi xuân á, đi trải hội á, rất là vui và dễ thương luôn. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chắc là mình chào tất cả quý vị khán giả nhé. Vâng, xin chào Minh Xu, chào Puka và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giai điệu cảm xúc. Mình tên là Lam Anh, mình hiện tại đang là giáo viên dạy múa và mình là gốc từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Buka, nãy em ngồi dưới em thấy chị diễn, em thấy sao? Trời ơi, chị diễn là bung sân khấu luôn á. Mà coi như là quên cái tuổi tác qua dạ, bên đúng ha. Rồi. Hồi nãy thì thấy là chị làm chủ sân khấu luôn. Thì không biết là chị có nhã ý dạy cho anh Minh Xu một điệu múa ngày xuân không ạ? À, mình nghĩ là mình sẽ dạy cho cả Minh Xu và Puka luôn đi. Bởi vì ở đây... Đúng rồi chị, chứ bây giờ ép em có mình em đâu có được. Đâu, em đâu có ép em hỏi kiểu mà tới nhì em sợ chị không chịu dạy em. Tại vì em không có vô nhịp được. Không biết là chị có nhã ý dạy cho anh Minh Xu điệu múa ngày xuân không ạ? À? À không sao, bây giờ múa thôi. Còn nhịp pháp mình tính sao chị dạ, hả? Dạ đúng rồi, dạ cái dù để cho Puka cầm nè. À đó. Em tưởng anh Xu cầm cái dù chứ. Trời ơi, kỳ ha. Cái dù này là bất kỳ một thiếu nữ vùng cao nào mà khi đi chạy hộ xuân hoặc là đi chợ, họ đều mang cái này để họ làm dáng á. Wow, đâu Puka làm dáng coi. Bạn nam thì lúc nào cũng có cái khèn. Cái khèn nhưng mà Minh Xu không có. Thì thôi, thì đúng rồi, tạo dáng như vậy. Đúng rồi, bây giờ Puka chỉ cần xoay ô nè, che trước mặt, đúng rồi, che mặt, giấu mặt đi, mình đang giấu mặt nè. Không, mình ngó lên cái, đúng rồi, đó. Mình ngó lên cái mình ngó bên này để xem có ai nhìn mình không, đó. Thì lúc đó Minh Xu sẽ cầm ú cái à, khèn. Đúng ú à, đúng rồi. 2, 3 vòng quanh này, ngó nè, đó. Nhìn nhau nè. Ủa à, là lúc đó mình mở ra là mở cái quá dễ luôn, tụi em làm được. Cô giáo qua bên kia, cô giáo coi tụi em trả bài. Cô giáo. Mình đếm đi. 2, 3. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Em không thích bạn này nha. Ủa? Em ú quà ra mà em không thích. Ủa? Cho em ú quà gặp bạn khác được không? Mới Tết nhất à, đầu năm đầu tháng hả? Ý đang nói em là em sáng cái dù lên đầu anh. Ý đang nói là gặp em hoài á, hiểu không? Không có gì mới đâu. Anh phải thích em đi. Anh thích em. Dạ, nhưng em không thích anh. Ủa? Kiểu con gái phải có giá chứ anh. Hôm nay cảm ơn chị. Và chị có thể kể cho bọn em nhiều hơn về bản thân chị hơn không? Thực ra thì mình đam mê âm nhạc từ nhỏ. Dạ. Từ nhỏ mình đã đi biểu diễn ở trường, các chương trình văn nghệ ở trường á. Rồi suốt năm cấp 1 luôn, cấp 2, cấp 3 mình đều là liên đội trưởng của nhà trường về cái phong trào văn nghệ. Wow. Thì sau đó thì nhà trường cử mình đi thi cấp huyện, cấp tỉnh thì mình đều có giải. Yeah. Ví dụ như là đi thi hát về Bác Hồ thì mình cũng được giải nhì toàn tỉnh luôn. Wow. Có huy chương đàng hoàng. Thì mình cũng nghĩ là mình đam mê âm nhạc và mình theo con đường này. Thế nhưng mà cái gì mong muốn thì chưa chắc là đã đạt được. Thì mình thấy là mọi người cứ nói là ôi ca sĩ người ta đẹp lắm, rồi ca sĩ người ta cao lắm, chân dài lắm. Có người nói cái gì làm ca sĩ hả, trời ơi ai mà ca sĩ như mày. Nói vậy là mình cảm thấy ủa cái gì vậy, cái tự thân ha. Mình bị chùng bước. Đúng rồi, mình bị tự ti về bản thân mình dạ, không đẹp nên là mình bỏ. Dạ. Rồi sau thì mình thi đậu đại học, thì lúc đó bắt đầu được chọn chuyên ngành á, thì lúc đó mình phân vân giữa là học thanh nhạc và học biên đạo múa.
Thế nhưng mà lúc đó đi múa vũ đoàn nhóm múa là được nhiều tiền hơn và show nhiều hơn. Mình bắt đầu quyết tâm hay là mình chọn qua là sang biên đạo múa để thành giáo viên dạy múa, và nó ổn định hơn và nó phù hợp với mình hơn. Nhưng mà thực sự thì cái đam mê âm nhạc á, nó vẫn cháy bỏng trong mình. Bất kỳ có cái gì mà có ấy là cho em hát một bài được không? Giống em với Buka luôn. Giống em thật cũng sự, vậy. Em làm MC mười mấy năm nha. Hồi xưa em mê hát, có show nào mà có hát là em nói cho em hát một bài đi. Buka cũng vậy, sơ hở là hát. Thực ra Buka cũng có chất giọng ấy chứ. Dạ đúng rồi. Không, chất giọng, giọng nè. Em là thuộc giọng cao á, khoảng 9, khoảng 10 gì đó. Khoảng 9 không, em là giọng lạ. Hôm nay chị bỏ qua con em của em đi. Hôm nay chị đến với chương trình thì chị muốn nhắn nhủ điều gì với những người chơi nè? Thật sự thì mình đến đây với một cái mục đích, đó là giao lưu với mọi người, làm quen thêm với những người bạn mới. Và mình muốn cho các bạn trẻ bây giờ biết được rằng nếu mình có đam mê á thì mình phải quyết tâm theo đuổi, đừng bỏ lỡ. Nếu một lúc nào đó các bạn bỏ lỡ, các bạn sẽ cảm thấy hối hận. Mình tin chắc rằng trong 4 người chơi đây, âm nhạc gần như là hơi thở của họ và giúp cho họ có cuộc sống được tốt hơn. Vì vậy chúng ta hãy cứ theo đuổi đam mê đó nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn Lam Anh. Và một tí xíu nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thêm những người bạn mới khi đến với giai điệu cảm xúc. Chúng tôi sẽ nghỉ giây lao ít phút quý vị nhé. Trong bao hương tình để rồi người thêm vui
cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bên duyên lứa tôi như hoa xuân đời tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tin rằng em dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Bây giờ mình làm quen với tất cả quý vị khán giả nha. Trạng Lê xin tự giới thiệu là Trạng Lê đến từ Gò Công Tây, Tiền Giang và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trạng đang làm tại phòng nhân sự và là ca sĩ tự do. Một chàng trai giọng hát thì rất là ngọt ngào, đầm thắm. Anh kể cho bọn em nghe nhiều hơn về anh đi. Bản thân thì cho là ở tỉnh á, thành ra là lúc nào thì Lê cũng cố gắng hết, kể cả trong công việc về nhân sự và cũng như là về con đường mình theo đuổi về ca sĩ. Trạng Lê mới theo con đường chuyên nghiệp từ tháng 6 2019 thôi. Còn trước đó thì là Trạng tập trung cho công việc về nhân sự là bởi vì Trạng có thể lo cho bản thân và ba mẹ được nó chu toàn hơn. Tại vì mẹ Lê 42 tuổi mới sinh Lê, thành ra là Lê tự không có cho phép mình là được tự do thoải mái về cái việc là mình chi tiêu hoặc là mình lo bản thân mình. Yeah. Mình tập trung mình lo gia đình trước, rồi sau đó mình sẽ phát triển sự nghiệp hoặc là gia đình riêng của mình sau. Thế không biết là hiện tại thì gia đình của anh như thế nào và anh đang sống làm sao? Trạng Lê đang sống độc thân thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở quê nhà thì chỉ còn anh chị thôi. Tức là Trạng Lê có 4 chị gái lập gia đình rồi, còn ba mẹ Lê đã mất rồi. Tụi em rất tiếc về việc này. Chắc thể là cuộc sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh vất vả anh hả? Anh Lê quen rồi. Anh đã sống ở đây bao lâu rồi ạ? Trạng đến lên Sài Gòn năm 2007. Tết nhất là mình sẽ về quê đúng không? Hay là mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Ngày cuối năm Lê về. Dạ. Rồi khoảng mùng 4 là đã lên rồi. Dạ. Sao dễ mà thương. Anh hiền gì mà thế hiền, có anh hiền tha thiết, hiền da diết, hiền mà thấy thương, muốn đựng cái ghê. Trời đất ơi, nãy giờ em thấy anh kể về gia đình nhiều nè, lo đi làm, kiếm tiền, rồi lo cho gia đình, cho nhà, rồi ai lo cho anh? Có ai đó chưa? Chưa mới đến chương trình Giai Điệu Cảm Xúc nè. Bao nhiêu năm rồi anh chưa có người yêu? Nếu mà thật sự tính thì Lê chỉ được tính là tính được 2 năm nay thôi. Tại trước đây là tập trung mình đi làm. Trước đây cũng không có người cũng không yêu. Có luôn. Mà bản thân được tính 2 năm thôi. Tại vì trước đó mình không có mong muốn là mình trong một mối quan hệ tình yêu. Một tràng pháo tay cho anh Trạng Lê ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi xem người chơi thứ tư họ là ai. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau đón xem. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa
em yêu tiếng đàn tôi yêu. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Bây giờ mình làm quen với tất cả mọi người đi ạ. Xin mời ạ. Mình tên là Lê Kim Duyên. Xin kính chào tất cả những quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay cũng như là các quý vị đang xem qua đài truyền hình ạ. Duyên đến từ miền Tây. Nguyên quán của ba là ở Đồng Tháp. Dạ. Còn mẹ là ở Tiền Giang. Trời ơi, Đồng Tháp nữa. Wow. Dạ em ở Đồng Tháp. Buga, tính ra Đồng Tháp toàn người hát hay ha. Dạ. Trừ em. Trừ em. Hay chưa? Anh đầu năm đầu tháng anh chưa cho em vui, em chưa kịp vui luôn á. Hôm nay chị Duyên đến với chương trình, cho em hỏi là chị đăng ký cùng với chương trình hay là có ai giới thiệu với chị là cái chương trình này không? Biết tới chương trình là được một người thầy giới thiệu. Tại vì trước giờ Duyên thật ra chưa bao giờ tham dự bất cứ một cái chương trình nào của đài truyền hình hết. Dạ. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên thì Duyên muốn có một cái trải nghiệm mới so với những cái gì trước giờ mình làm. Vậy thì cái sự nghiệp của chị là ngành nghề nào và cái đam mê của chị là cái gì? Về sự nghiệp thì đó là một cái ngã rẽ bất ngờ vì Duyên học bên ngành ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh. Ngày hôm đó là mình làm phiên dịch cho một công ty ở một hội chợ triển lãm và cái công ty kế bên á, họ thấy trong quá trình 3 ngày mình làm việc tốt xong quá, họ kêu không? Mình đi về làm. Dạ. Và bắt đầu làm về công việc xuất khẩu. Theo dòng đưa đẩy là cứ làm công việc xuất khẩu đến hơn 10 năm. Wow. Niềm đam mê ca hát bị gác sang bên luôn. Tại sao? Tại sao mình nghĩ là mình sẽ tạm gác lại cái đam mê âm nhạc? Từ thời phổ thông á, là rất là mê hát. Và bản thân mình cũng là lớp phó văn thể mỹ của lớp. Và thi ở trong trường, mình cũng có đạt được giải nhất toàn trường. Nhưng mà mình cảm thấy mình không có tiềm năng, mình chưa phải là có đủ tố chất để có thể đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp dù rất là thích. Mình chưa có tự tin ở bản thân mình thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, bây giờ là đủ tự tin chưa? Bây giờ là có nhiều chơi nhiều. Đó nha. Tụi em hỏi thiệt là trong năm nay nè, mình có muốn là mình có cơ hội hôm nay đứng đây, không biết là chị có muốn lấn sân sang con đường ca sĩ chuyên nghiệp luôn không? Mình đã bỏ qua cái cơ hội khi mà mình còn trẻ. Còn thời điểm này á, có những cơ hội thì mình sẽ theo đuổi. Tại vì nếu mà mình không bắt đầu thì chắc chắn là cái đam mê của mình nó cũng chỉ là dừng ở trong niềm mơ ước thôi. Vạn sự tùy mình mà, vì mình tên là Duyên. À, hợp lý. Hôm nay mình có cái duyên rồi. Năm mới em mong là chị sẽ gieo được nhiều cái duyên mới nữa để chúng ta có thể đặt những cái viên gạch đầu tiên trên cái ước mơ của mình. Dạ, cảm ơn Minh Tù, cảm ơn Bisa. Và bây giờ sẽ là thời gian mà chúng ta sẽ nhìn ngắm lại bốn người chơi. 1, 2, 3, xin mời anh Nhân Cô, chị Lam Anh và Kim Duyên. Em chào anh Trung. Em thấy anh rất là vui, đang rất là vui đúng không? À, hôm nay đến đây thì có rất nhiều cảm xúc. Nãy giờ Buka nói chuyện với đó mà anh ngồi anh cười không á. Vậy thì anh nghe hai người chơi, hai chị ở bên kia, anh có ấn tượng gì về giọng hát của hai chị? Hai bài này thì đều là hai bài anh rất là thích. Dạ. Thích hơn là bài Để Mì Nói Cho Mà Nghe. Thì
cái giai điệu rất là dễ thương, mặc dù nó vừa truyền thống nhưng mà cũng có hiện đại trong đấy. Dạ. Cực kỳ thích luôn. Mình cũng cảm giác là bạn đó cũng có cái năng lượng giống mình. Vậy thì anh có thể hình dung ra được cái vóc dáng, cái ngoại hình của chị Lam Anh. Chị Lam Anh là Mỹ á. Mỹ đúng không? Chị Mỹ. Thì theo mình thì bạn ấy sẽ không quá cao cũng không quá thấp, nghĩa là tầm khoảng 1m6. Cỡ em không? Em 1m62 đó. Nếu mà được như Muka thì quá tốt. Có thể là lùn hơi chút xíu. Tóc dài hay ngắn? Anh nghĩ là sẽ dài đó. Dạ. Dài. Hiện tại thì tóc của chị xõa hay là búi, hay là tóc thẳng hay tóc xoăn? Cái bài này anh nghĩ là sẽ búi nè. Dạ rồi, em cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cảm nhận của anh Trạng Lê. Thì cũng như câu hỏi của anh Trung thì không biết là anh có cảm nhận gì khi nghe hai giọng hát của hai chị ở đây ạ? Khi nghe thì cũng có để ý. Thì Trạng Lê ấn tượng bằng Kim Duyên. Thấy giọng hát trẻ trung nè, trong trẻo. Vậy thì mình có hình dung được ngoại hình của chị như thế nào không? Tóc tai như thế nào? Tóc dài. Tóc xoăn hay là tóc thẳng? Xoăn. Dạ, màu gì ạ? Chắc là màu nâu, nâu ánh vàng quá. Dạ, tóc dài, xoăn, màu nâu ánh vàng nha anh. Ú à nha. Dạ. Rồi, em thấy như vậy là cũng đủ rồi. Đủ cái sự cảm nhận rồi. Dạ, em cảm ơn Trạng Lê rất là nhiều. Cảm ơn Muka. Chị Kim Duyên, chị đang thấy ấn tượng hơn với nhân vật nam nào ạ? Về giọng nói thì mình ấn tượng với lại bạn Nhân Trung, bạn đầu tiên. Vì mình rất thích giọng trầm ấm. Nhưng mà nếu về giọng hát thì mình thích sự ngọt ngào của bạn Trạng Lê ạ. Dạ, chị tham lam quá. Dạ, bây giờ một trong hai thôi. Em hỏi là ấn tượng nhất mà chị ấn tượng luôn cả hai. Dạ. Nếu được lựa chọn cái người này để có thể song hành với mình ở vòng sau thì chị chọn ai? Vậy là phải hát bài của Lệ Quyên đúng không? Nếu em được lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ chọn bạn Nhân Trung. Đó là cái ấn tượng hơn. Đó, em hỏi về ra liền. Cảm ơn chị rất là nhiều. Còn người chị của tôi, chị Mỹ và chị Lam Anh, hôm nay chị rất là tự tin, tỏa sáng, dễ thương. Mà cái năng lượng của chị lan tỏa qua bên kia luôn. Hai cái anh kia cũng rất ấn tượng với chị luôn. Bây giờ còn chị thì sao? Ấn tượng cá nhân của chị về hai chàng trai như thế nào? Để cảm nhận cái giọng hát của hai bạn thì ở bạn Nhân Trung á, là khi mà bạn cất tiếng hát đầu tiên là mình đoán là bạn này có tính cách như thế nào rồi. Đó là gì chị? Mình thấy bạn này là thứ nhất thì là sẽ là một người mạnh mẽ nè. Mạnh mẽ. Rất là độc lập nè. Độc lập. Rồi cá tính. Cá tính. Cũng có một chút hài hước vui vẻ. Hài nhưng hước. Mà có một điều mình nhận qua giọng hát của bạn Nhân Trung là mình thấy là bạn này là một người rất là cầu toàn. Cũng khá gọi là cái gì cũng phải chỉnh chu một chút. Dạ. Trong tính cách của bạn, trong mọi thứ nha. Rồi mình cảm nhận qua giọng hát. Còn đến bạn Trạng Lê á, thì mình thấy là bạn có giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng. Và mặc dù bạn đang đau họng, mình nghe mình đoán là bạn đang đau họng, nhưng mà bạn này là một người là sẽ có cái hướng nội, sống rất là tình cảm, mà nặng tình nữa, nhẹ nhàng, và nhìn cuộc sống một cách rất là tích cực và luôn luôn phấn đấu, luôn luôn cố gắng, không bao giờ mà bạn để chuồn bước hay là dừng lại. Nhưng mà để ấn tượng hơn một chút nha. Để nói về chọn người sao? Chọn thì khó quá. Thôi chị bố giùm em. Thật quẻ đâu luôn. Ơi, âm linh tương thông á. Đúng rồi, em nghe chị đoán tính tình, thiệt tính luôn. Cách này kia. Em cảm giác muốn nhờ chị xem em. Chị coi giùm em coi quẻ. Tính cách em sao, con năm nay ổn không? Dạ chị coi con năm nay em đi làm ca sĩ được không? Muka năm nay nè, sau Tết nè, có nhiều tiền nè, lấy chồng nè. Trời ơi. Minh Tù nè, chạy nhiều show nè, rồi thôi đẹp trai hơn nè, có nhiều người theo đuổi hơn nhưng chưa lấy ai hết. Trời đất ơi, thôi má gì dễ thương rồi. Tuyệt vời, em thấy đúng luôn á. Em là chốt em lại luôn. Dạ, em lấy chồng nè, nắm chồng trong tay nha. Đúng, còn anh là cứ thôi thoải mái đi. Ủa sao kỳ vậy? Ừ, tại vì anh cũng chưa muốn mà, thấy không? Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn bốn người chơi. Hay quá. Hôm nay là vui nhà vui cửa nha, xuân tới rồi, chúng ta hãy đưa ra quyết định. Ai là người mà chúng ta sẽ lựa chọn để được kết đôi, tiếp tục đến với vòng 2 của chương trình? Em xin phép hai chị và cho em hỏi anh Trạng Lê trước. Hai chị ở đây muốn ghép cặp với ai để chúng ta bước tiếp vào vòng 2 của chương trình? Với Kim Duyên. Kim Duyên, dạ. Ngắn gọn, xúc tích, không tình cảm dòng. Luôn, không dài dòng. Còn anh Nhân Trung thì sao ạ? Em thì muốn cặp với Mỹ. Cặp với Mỹ? Chị Lam Anh, dạ. Xin mời chị Mỹ, chị Lam Anh hãy lựa chọn giùm em ai là nhân vật chị muốn kết đôi. Dạ,
chọn Nhân Trung. Ủa sao nó cũng rớt rẻn quá. Chị Duyên ơi, chị làm gì cho nó sôi động lên giùm em coi. Chị chọn ai? Chị bẻ cua mà chị gắt giùm em coi. Chị quyết định lựa chọn ai? 1, 2, 3 Trạng Lê. Thôi về luôn. Người ta lựa chọn nhau hết rồi. Ủa anh ơi, thì tết nhất là đầu xuôi đuôi lọt. Kiểu mà năm mới người ta gọi là suôn sẻ mọi thứ. Anh không thích hả? Anh thích chứ. Cho nên là ngay giây phút này chúng tôi mong muốn họ sẽ được gặp gỡ với nhau và sẽ kết thành hai đội chơi để bước vào vòng 2 của chương trình. Xin mời anh Nhân Trung và chị Lam Anh. Chúng ta sẽ bước lên phía trước một bước ạ. Nhìn thẳng ạ. Giây phút gặp mặt bắt đầu. Xin mời. Chị qua đây luôn ạ. Xin mời anh Trạng Lê và chị Kim Duyên. Chúng ta bước lên phía trước ạ. Và giây phút gặp mặt bắt đầu. Xin mời. Đúng rồi chưa? Tóc màu nâu đó. Thì trong cái không khí xuân về, em cũng xin được đại diện cho chương trình Giai Điệu Cảm Xúc. Mình đã gặp gỡ với nhau ở trong cái giây phút tuyệt vời này. Em mong là những cái phong bì lì xì đến từ chương trình cũng sẽ giúp cho các người chơi ngày hôm nay sẽ may mắn nè, gặp nhiều cái hạnh phúc và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng mà nhận phong bì của bọn em thì cũng phải gửi cho bọn em lời chúc xuân chứ hả? Dạ. Em trước. Em nhận rồi. Em đừng có ăn gian anh nữa. Em quên rồi. Quá đi đây nè. Em anh giữ cho em là cầm im đi. Dạ, mời anh. Nhân dịp đầu năm mới, Nguyễn Trung chúc tất cả mọi người trước tiên là sức khỏe, điều tiếp theo là gặt hái được nhiều thành công, và thứ ba là xây dựng cho mình những cái hình ảnh và năng lực tích cực. Thì gom được những cái điều đó thì mọi người sẽ được có được một cái gọi là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ không bị lì xì của em cái nào cũng được. Dạ, còn chị ạ? Thì cũng nhân dịp đầu năm chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Dạ, em chúc chị như trên mà nhiều hơn nữa nha. Rồi Buka, em gửi mừng tuổi cho mọi người. Em mời chị Kim Duyên ạ. Nhân dịp năm mới, Duyên kính chúc mọi người ngoài việc là luôn có đủ đầy sức khỏe và sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình mình theo đuổi con đường mà mình đã chọn ạ. Dạ, cảm ơn chị. Em chúc chị năm mới nhiều bình an và sẽ là một năm rực rỡ đối với chị. Cảm ơn Buka. Dạ. Em xin mời anh Trạng Lê. Nhân dịp xuân về, Trạng Lê xin được kính chúc tất cả quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tân niên vạn phúc và chúc mừng năm mới. Quá dễ thương, em ơi chào luôn. Dạ. Chúc mừng năm mới. Và bây giờ thì chúng ta đã đâu vào đó, cặp nào cũng đã có đôi hết rồi, thì chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Vượt qua thử thách. Chúng ta đang quay trở lại với Giai Điệu Cảm Xúc và đây là vòng thi đấu mà mình suy nghĩ rằng là sôi nổi hơn, dễ thương hơn. Ở vòng 2 này thì chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phần hiểu ý, phần thứ hai là phần vận động phối hợp. Ở phần hiểu ý thì chúng ta sẽ có những trò chơi để giúp cho hai người chơi này hiểu ý nhau hơn. Ở phần hiểu ý này thì chúng ta sẽ có trò chơi mang tên kể tên bài hát. Trời ơi, quá dễ. Bây giờ mình đề cử đi. Ai là người đeo ảnh tu sĩ? Dạ, bên đây Nam. Rồi, xin mời hai anh. 1, 2, 3. Thắng được quyền quyết định ạ. Không biết là anh Trạng Lê quyết định là đội mình thi trước hay sao? Chắc chắn rồi. Trả lời trước. Rồi, mời Buka đưa ra một chữ cái. Chữ A, đầu bảng chữ cái luôn ạ. Thời gian bắt đầu. Ai ra xứ Huế? Ai chung tình được mãi? Ai nhớ chàng ai? 5 4 3 2 1 Thời gian. Trời ơi. 1 điểm dành cho đội bên này. Chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Lượt tiếp theo. Phần thắng đang nghiêng về bên mình cho nên là mình được quyền thi trước luôn. Dạ, mình ráng cố gắng lên nha. Em lựa chữ M tên em, xin mời ạ. Dạ, một mình. Mãi mãi bên nhau. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân đến từ những chuyến dầu. Được. Mùa xuân đầu tiên. Mùa xuân của anh. Hay quá.
Mùa xuân em hát. Mùa đông của Eric. Chính xác luôn. Mùa xuân trên cao. Mẹ. Mẹ, bài hát mẹ hay quá. Mùa xuân của mẹ. Mùa xuân đầu tiên. Mùa xuân đầu tiên nói rồi, bên này nói rồi. Mùa xuân đầu tiên. Mùa xuân đầu tiên. 5, 4, 3. Quá nhiều. Mãi mãi. Mãi mãi, mãi mãi, đúng mãi. Rồi. Dạ, mùa đông của anh. Mai. 5, 4, 3, 2, 1. Cố lên. Hết giờ, trời ơi. Tính ra cái chị em mờ dễ quá. Nhiều quá luôn á. Nhiều quá. Và một đều. Quý vị ơi, vỗ tay ủng hộ cho hai người chơi. Bây giờ lượt thứ ba, bên mình đang có lợi thế. Mình sẽ được quyền trả lời trước. Mời Buka đưa ra một từ khóa. Nếu như mùa xuân thì em sẽ ra từ khóa X. Chữ X. Xuân này con không về. Xuân này con không về. 5, 4, nhiều lắm đó. Xuân chiến khu. Xuân chiến khu. Xuân chiến khu có. Xuân này con về mẹ ở đâu? Cố lên. Xa em kỷ niệm. Xuân về trên rừng núi. Xin còn gọi tên nhau. Xa nhau kỷ niệm. Quá khắc nghiệt rồi. Xót xa. Xót xa, đúng, hay quá. Xin làm người hát rong. Xin làm người hát rong. Xin làm người xa lạ. 5, 4, 3, 2. Xuân yêu thương. Xuân yêu thương có. Bạn xin lỗi đó. Xin lỗi. Gấp lên, gấp lên. 5, 4, 3, 2, 1. Em thấy còn nhiều lắm á. Rất nhiều, ví dụ là Buka một cái từ khóa nè. Xe đạp. Xe đạp. Xe đạp ơi. Đó, trời ơi, quá chừng trời đúng không? Cho nên là cuộc đấu nào cũng như thế. Với cái việc mà chiến thắng ở vòng này qua hai lượt may mắn đúng không ạ? Chúc mừng đội của chị Kim Duyên cùng với anh Trạng Lê, 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai được mang tên vận động phối hợp. Trò chơi ở lượt hai này được mang tên Đập Niêu Đức. Rồi, xin mời hai cô gái sẽ bịt mặt với hai chàng trai ạ. Thấy bên này thật dễ thương không? Biết mình cao cho nên cúi nhẹ xuống một cái. Anh Trạng Lê có hỏi cái đầu anh có rối không? À dạ. Anh ơi, tóc anh đang quýnh rối luôn á. Nha. Kéo xuống đi anh. Mình chuẩn bị chơi rồi. Số này số mấy à quý vị ơi? Anh ơi. Anh Trung số mấy? Anh Trung số mấy à? Ông có phải hoa hậu, đừng có vậy. Em hỏi anh Trạng Lê mà anh Lê ơi, số này số mấy? Không, chỉ thấy bóng tối thôi. Trời ơi, trả lời cũng ngọt ngào nữa. Và bây giờ hai đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, và bây giờ 3 phút bắt đầu. Không được đụng vào nhân vật. Thẳng, thẳng, thẳng anh ơi, rồi, thẳng rồi. Đó. Đó. Bên phải, bên phải, bên phải. Bên phải nữa, anh tiến về bên phải, cái bên phải hết và phía trước một chút. Về phía trước ạ. À. Mạnh lên, đang chạy rồi, bên phải luôn. Anh tiến về bên phải ạ. À. Rồi, anh tiến về bên phải, bước chân qua phải, bước chân qua phải. Dạ rồi, về phía trước một chút. Cố lên. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, phải ạ. Lên, lên, lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, rồi, một cái nữa. Rồi, rồi, chúng ta một chút. Cố lên, cố lên. Rồi, một cái nữa. Lê ơi, anh đập niêu á, anh sợ mấy cái niêu đau hay sao? Em thấy anh đập kìa. Rất là sợ bể hay sao á. Em ơi, cái này nó có sự tương đồng giữa cái tính cách nè, giữa cái âm nhạc nè. Thì anh cũng đâu có bạo lực từ đâu. Cái gì nhẹ nhàng thôi, nâng niu. Chị Duyên nữa. Ừ. Chị, bên trái nè, bên trái, bên trái, bên trái. Mà tiếng rất là ồn luôn á. Mẹ em đứng kế bên em không nghe là chị Duyên kêu cái gì luôn á. Anh đang tập trung nghe cái tiếng của Duyên. Thử cái trời Duyên nói. Em thấy chưa? Người ta tìm thấy nhau ở trong cái sự tĩnh lặng. Đúng rồi, một cái sự đồng điệu á. Đó, thấy chưa? Còn bên đây nè. Quá trái, quá trái em ơi, quá trái ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đừng, 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 mạnh lên, mạnh lên. Đó, còn đó, chị dữ dội. Đúng, 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 đúng. Hết luôn. Hay quá.
Còn không biết là chơi xong trò chơi này các anh chị thấy sao ạ? Chị Lam Anh. Thực sự thì thấy vui và muốn đập thêm nữa. Trời ơi, thấy chưa anh? Bây giờ chương trình em hết niêu rồi, còn anh Minh Xù chị đập đỡ được không? Còn làm gì nhiều số lắm luôn ra, ráng giữ lại, thôi. Giữ lại. Cái này vài năm á thì cứ một tháng là sẽ tổ chức đi thiện nguyện. Thì cũng rất là hay chơi những trò chơi này. Trời ơi, trúng tủ. Còn đúng nói không? Gì nữa? Nói gì nữa? Bên đây thì đó. Thì em có biết là sau khi cái trò chơi này kết thúc thì cái cảm xúc anh như thế nào? Chung là vui, nhưng mà kết quả này thì làm cho cái cuộc vui của cả hai team nó vui hơn. Dạ, dạ. Đúng như lời của anh Tràng Lê vừa chia sẻ, đội chơi chiến thắng sẽ được chúc mừng cho đội của nhà chị Lam Anh và Dương Chung. Tỷ số của chúng ta thông qua phần thử thách này đó chính là 1-0. Vui nhà vui cửa. Cho nên là trong không khí xuân mới, chúng em sẽ được gửi lời chúc mừng đến với cả hai đội đều có cơ hội bước vào vòng nào cô hát. Xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biên dòng bao la. Cây xanh tươi thơ lá chỗ hoa, chào mừng xuân về nơi quê nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên tiếng anh hùng ca. Tiếng anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay. Nước thêm trong dòng sông bên nghe. Trời biến dòng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã biết đến tiếng anh hùng ca, tiếng anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dẫm bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chờ thêm đông chờ vui bé.
đẹp. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất là nhiều đã tạo ra một cái kết với phần 3 là nào cùng hát dành cho hai đội chơi rất là đẹp. Một tràng pháo tay, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Bây giờ Tết thì ai cũng sẽ có những cái câu chuyện cá nhân riêng, nhưng ngày hôm nay là một cái câu chuyện của các nhân vật, những người chơi khi đến với chương trình này với giai điệu cảm xúc. Thì cho em hỏi nhỏ là sau khi mình kết đôi với nhau, mình được hát chung với nhau, được tham gia thử thách chung với nhau, thì chị cảm nhận như nào về anh chàng Lê và ngược lại? Duyên cảm thấy là anh Lê rất là hiền và ngọt ngào cũng như giọng hát của anh vậy. Dạ, cũng có anh chàng Lê. Qua giao tiếp thì thấy là Duyên dễ thương. Dễ thương, dạ. Hát hay không anh? Hát hay là biết ngay từ đầu, hồi nãy dạ. Nghe rồi. Biết đâu sau này mình có một cái mối quan hệ bạn bè, mình gặp gỡ với nhau, rồi mình đi hát chung với nhau luôn thì sao? Đúng không ạ? Dạ, chúc anh chị sẽ có những cái sự kết nối như thế nhá. Còn vậy Bye. Thì chị Lâm Anh với lại anh Nhân Trung thì không biết là mình cảm nhận về đối phương như thế nào ạ? Qua phần trò chơi rồi qua phần hát vừa nãy đó, cảm thấy là cái tính cách sôi động hay là cái sự năng động của mình nó cũng phù hợp với anh Nhân Trung. Cảm ơn chị. Vậy còn anh? Thì anh chốt đơn rồi. Sẽ lấy thông tin của ba người, nếu như mà các bạn mà xuống với Bà Rịa Vũng Tàu thì mình sẽ là hướng dẫn viên cho mọi người. Dạ, và em hy vọng là bốn người chơi của chúng ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc, sẽ là những người bạn đồng điệu với nhau trong âm nhạc. Và em chúc cho bốn anh chị có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống ạ. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giai điệu cảm xúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Giai điệu cảm xúc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sài Gòn Live thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.